Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam thì mỗi năm có ít nhất là 40.000 ca tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Bộ Y tế cho biết là hiện nay thì công tác phòng chống tác hại của thuốc lá vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hút thuốc đã giảm nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm các nước có số người hút thuốc lá cao trên thế giới với 38,9%. Nam giới trên 15 tuổi tại Việt Nam hút thuốc. Tình trạng phơi nhiễm với khói thuốc còn khá phổ biến tại các nhà hàng, quán bar và một số nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây xuất hiện các sản phẩm được gọi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha. Việc sử dụng thuốc lá điện tử đang tăng nhanh, đặc biệt là trong lứa tuổi học sinh. WHO khuyến nghị Việt Nam tăng thuế thuốc lá và giá thuốc lá, đồng thời kêu gọi Quốc hội Việt Nam cấm thuốc lá điện tử và các sản phẩm nung nóng. Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, sớm ban hành nghị quyết cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Theo dự báo thời tiết, thì trong một tuần tới, khu vực Nam Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn xuống từ phía Bắc. Trong đợt lạnh này, thì có thể nền nhiệt ban đêm ở Nam Bộ hạ xuống còn 19 đến 20 độ C, nhưng ban ngày vẫn cao từ 30 đến 33 độ. Sự chênh lệch lên đến hơn 10 độ và có thể khiến cho tình trạng viêm phổi đang tăng cao trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là ở trẻ em. Bệnh nhi hơn 30 tuần tuổi này nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng. Hiện em đang được điều trị bằng kháng sinh, hỗ trợ thở và truyền máu tại phòng cấp cứu khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bé ở nhà nó bị khò khè, thở gấp, nó lại là nó bị lên cái cơn ngưng thở tím tái. Nên là mẹ sơ cứu cho bé xong rồi cho bé nhập viện. Ghi nhận tại khu vực khám bệnh của bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng bệnh nhi từ các tỉnh đến khám đông. Trung bình một ngày, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh khám ngoại trú cho hàng ngàn trường hợp liên quan đến các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm tiểu quản. Theo các bác sĩ, thời tiết các tỉnh khu vực phía Nam chuyển mùa là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển. Đây cũng là thời điểm các bệnh liên quan hô hấp tấn công nhiều bệnh nhi. Thực tế thì bây giờ mặc dù khoa học chúng ta có rất nhiều tiến bộ về phương diện y học, mình đã giảm thiểu được khá nhiều, thậm chí tới 50%. Cái tỷ lệ tử vong viêm phổi do viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn thế giới và có cả Việt Nam. Nhưng tới bây giờ viêm phổi vẫn là cái thủ phạm hàng đầu giết chết trẻ em dưới 5 tuổi mà chúng ta không thể nào quên được. Thông thường, đa số những bệnh nhi mắc bệnh viêm đường hô hấp có thể điều trị tại nhà nếu bệnh nhi đó vẫn bú được, chơi và sốt không cao. Nếu bệnh nhi có bị viêm đường hô hấp thì cần chú ý cách thở của bệnh nhi. Nếu thấy bệnh nhi thở nhanh hơn theo lứa tuổi hoặc thở ngực lõm xuống thì cần đưa ngay đi bệnh viện.